Anh chị em là những người xa quê, mỗi người có một quê hương khác nhau. Kẻ Bùi Chu, người Thái Bình, người Vinh, Hà Tĩnh. Còn tôi thì Sài Gòn. Tôi cũng xa quê. Từ nhỏ tới lớn, cứ nghĩ mình là quê hương Đà Nẵng, Quảng Nam Đà Nẵng. Già rồi mới biết mình còn có quê hương Hà Tĩnh. Bởi vì ông cố ba của tôi bỏ quê hương Hà Tĩnh đi từ khi còn rất trẻ, 18 đôi mươi. Giống như các bạn trẻ bây giờ bỏ quê ra đi lên thành phố hay đi ra nước ngoài để mà sinh sống làm ăn vậy. Rồi ba của tôi gặp một người con gái ở mảnh đất miền Trung Đà Nẵng. Yêu nhau, kết hôn, lập gia đình, sinh ra 9 người con. Chúng tôi lần lượt ra đời nhưng mà lớn lên ở Sài Gòn. Sài Gòn trở thành quê hương thứ hai vì lớn lên sống cả gần cả một đời ở tại đó. Rồi một ngày Chúa bóc tôi đi ra Hà Tĩnh cách đây 1 năm 5 tháng. Ngỡ ngàng mình còn có một quê hương nữa, quê hương của bên nội, của bố tôi, Hương Khê, Nghệ, Hương Khê, Hà Tĩnh, ở họ An Hòa, xứ Ninh Cường, bây giờ thuộc xứ Gia Phổ. Như vậy một thân ba quê, quê Đà Nẵng, quê Sài Gòn, quê Hà Tĩnh. Người ta bảo đi mô mà cũng nhớ về Hà Tĩnh. Nhưng mà tôi lục trong ký ức, tôi không có một chút ký ức nào về Hà Tĩnh cả. Đó là ký ức tâm lý, ký ức tình cảm. Nhưng sâu thẳm, cái ký ức nào đó dính tới ba của tôi. Hãy nghĩ tới Hà Tĩnh là nghĩ tới ba. Nghĩ tới cái hơi bia của ba ngày cuối tuần chở tôi trên chiếc Lampretta đi ra biển để cả nhà, để cùng tắm biển. Vì bố hay uống chai bia xong rồi mới chở con đi. Đó là Hà Tĩnh của tôi trong ký ức, chứ tôi hoàn toàn không biết Hà Tĩnh. Anh chị em, chúng cũng phần nhiều một thân đôi quê, có phải không? Có một số anh chị em bây giờ chọn Hà Nội là quê hương thứ hai, có phải không? Những ai sống ở đây 30 năm, 40 năm đã bắt đầu cảm nhận nơi đây là quê hương. Ngoài ra còn có quê nhà, quê hương đích thực, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi ông, nơi bà của mình đang còn bỏ nắm xương tàn ở đó, và bao nhiêu anh chị em ruột thịt bà con. Thế nhưng chúng ta vẫn mãi mãi thấy mình là kẻ tha hương, không phải tha hương cầu thực, tha hương mà lòng vẫn mãi hoài nhớ về quê hương, quê hương đích thực. Khi trở về lại quê nhà năm xưa, khi còn bé, đôi khi ta cảm nhận một nơi quả là bây giờ xa lạ. Thường khi ta bỏ nơi ta sống lâu năm để mà đi, thì đất ấy bỗng hóa tâm hồn. Còn khi ta đang ở đó từng ngày, những chuyện thường nhật, tâm thường
vẫn diễn ra hàng ngày. Ta không cảm nhận đất ta ở đó là quê hương, là quê hương ruột mềm. Khi ta ở chỉ là đất ở. Khi ta đi rồi, đất bỗng hóa tâm hồn. Cho nên quê hương dính liền với ký ức, dính liền với tình cảm, dính liền với những con người thân thương. Không chỉ là cha là mẹ, đấng sinh thành ông bà, đấng sinh thành của đấng sinh thành, mà còn là của bạn bè, quê hương. Tôi đi sống xa quê hương Đà Nẵng, tôi đã rời bỏ lúc 8 tuổi. Vậy mà 50 năm sau, sau khi chịu chức giám mục quay về lại và thăm lại ngôi nhà xưa không còn là nhà của mình nữa, bỗng gặp lại anh bạn cũ 50 mấy năm trước. Thảng thốt, cảm động vì còn có một mình anh là người duy nhất trong cái xóm ấy, là bạn bè, là người còn quen biết, còn tất cả là mới. Ngôi nhà khi xưa bây giờ sao mà xa lạ, nó vừa cũ mà lại vừa mới vì người ta đã sửa chữa đập phá hết rồi. Quê hương đích thực vậy là ai, là gì? Mãi đâu đâu cái câu hỏi đó ở trong sâu thẳm trái tim mỗi con người chúng ta, khi đặt lại câu hỏi về gốc gác, về cội nguồn. Vậy thì cội rễ đích thực của chúng ta ở đâu? Khi chúng ta chết, xương tàn, thịt tan, chúng ta đi về đâu? Rồi xưa chúng ta từ đâu mà đến đây? Những câu hỏi ấy liên hệ tới quê hương đích thực của chúng ta. Những năm này bắt đầu giáo hội suy nghĩ về chính mình là một giáo hội hiệp hành, nghĩa là giáo hội đang nghĩ lại cái quê hương, cái cội rễ đó của mình, cái gia đình của tôi là phát xuất từ đâu? Gia đình của tôi đang đi về đâu? Và thế nào là gia đình? Thế nào là gia đình của tôi? Giáo hội hiệp hành nghĩa là một giáo hội đang lữ hành tìm lại cội nguồn, tìm lại quê hương, tìm lại nơi mình sinh ra, tìm lại nơi mình sẽ đến. Vì ai cũng mong rồi cuối cùng quê, về quê, về quê thôi. Vì ở đó tôi mới được anh chị em tôi, bạn bè tôi, mọi người nhận biết, yêu thương. Còn nơi xa, nơi lạ, tôi giống như là một con số trong đám đông vô vàn những con người không ai biết ai, nhất là ở giữa những thành phố lớn. Vậy thì giáo hội hiệp hành là gì? Thưa, chính là gia đình Chúa, tìm về cội rễ của mình. Cội rễ ấy ở đâu? Hội thánh là gia đình Chúa, gồm những con người khác quê, khác quê trần thế nhưng cùng một quê, đó là Thiên Chúa. Thiên Chúa là quê của tôi. Xuất phát từ quê ấy, tôi cũng sẽ trở về với quê ấy. Và lòng tôi sâu thẳm vẫn
hằng khao khát mong mỏi mà tôi không biết về cái quê ấy, tức là về Thiên Chúa. Vậy mà trong khi lữ hành trần gian, tôi vẫn cứ ngỡ đất này là quê thật. Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật. Thế cho nên tất bật đến bây giờ. Có phải không thưa anh chị em? Nhất là những anh chị em kinh doanh suốt ngày nghĩ đến những con số, suốt ngày chỉ nghĩ đến những tính toán, suốt ngày cứ nghĩ đến những thực tại trần gian. Cho nên dầu là Thái Bình, dầu là Bùi Chu, dầu là Nghệ An hay Vinh Hà Tịnh, dầu là Sài Gòn hay Hương Khuê, tất cả là quê, nhưng không phải là quê. Quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời, nơi đó Đấng yêu thương ta đã cứu chuộc bằng mạng sống của Người vì ta đang chờ đợi. Chỉ có ở đó có một người đang chờ đợi tôi, như là cha, như là mẹ hằng mong ngóng đợi tôi về. Đó là Cha trên trời, đó là Chúa Giêsu Kitô, người anh trưởng trong gia đình Thiên Chúa. Đó là những người thân yêu của tôi đã đi trước và đã về đó, đang đợi mong mỏi tôi trở về. Mà tôi chỉ có thể trở về được khi tôi vẫn còn là thành viên gia đình Chúa, nghĩa là tôi vẫn tin và vẫn sống theo lời Chúa Giêsu dạy trong Hội Thánh và qua Hội Thánh. Thế cho nên khi nào tôi còn giữ lời Chúa dạy qua Hội Thánh dạy, khi nào tôi còn tin Chúa bằng cách tôi giữ những giới răn của Chúa, mà mọi giới răn của Chúa dạy đều quy về bác ái, tình yêu, yêu Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự, yêu tha nhân như chính mình. Thì khi đó tôi mới mong có thể bước qua được cánh cổng trở về quê nhà. Nơi đó tôi gặp lại những người thân yêu thật sự, cũng là những người gia đình Chúa, tin Chúa. Nơi đó tôi gặp lại Chúa Giêsu Kitô, là Cha trên trời hằng mong mỏi đợi tôi về. Đó là quê hương đích thực. Vậy thì tôi tất bật ở trần gian này để làm gì? Nếu không phải để mà dọn đường đi về quê trời. Hãy cho đó là cái con đường, hãy chia sẻ đó là con đường, hãy hy sinh đó là con đường, tham gia vào cái sứ vụ Chúa Giêsu đã để lại, kêu gọi Hội Thánh: các con hãy đi loan báo tin mừng cho muôn dân, dạy cho họ giữ mọi điều Thầy đã truyền dạy, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đó là giáo hội hiệp hành, đó là gia đình Chúa đang tìm lại cội rễ của mình, đó là tôi đang trở về tìm lại quê hương của tôi. Cho nên chúng ta dẫu là những anh chị em xa quê khác nhau, nhưng chúng ta cảm nhận mình là một nhà, mình một quê. Đó là Thiên Chúa, nơi tôi đã xuất phát ra từ tình yêu Người, và nơi tôi sẽ trở về khi tôi tin vào tình yêu của Người. Nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng đã vì yêu thương mà chịu chết vì tôi và đã sống lại. Lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ, trên con đường lữ hành về quê ấy, một khí cầu vô cùng
hữu hiệu và lợi hại là sâu chuỗi mân côi. Cũng như khi xưa Đức Maria cùng với các chị em phụ nữ và các tông đồ trong giáo hội sơ khai hằng ngày cầu nguyện và hằng ngày nghe lời các tông đồ giảng dạy, thì hôm nay gia đình của Chúa dân lữ hành đang tìm về quê hương đích thực cũng cầu nguyện thường xuyên, mà kinh mân côi chính là lời kinh nguyện bình dân đơn giản và hữu hiệu nhất. Một cách riêng trong tháng 10 mân côi này, anh chị em chúng ta hãy nâng lần hạt mân côi nhiều hơn nữa, để chúng ta cảm nhận mình là đoàn dân xa quê đang nỗ lực từng ngày nắm tay nhau trên cùng một con đường về quê. Vì đó là hội thánh hiệp hành. Amen.